Chào mừng các bạn quay trở lại kênh TNT Automation. Trong video hôm nay, tôi xin giới thiệu nội dung về khóa học chuyên đề truyền thông Modbus RTU trong POC S7-1200. Các nội dung bao gồm, nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về truyền thông Modbus, cách lắp đặt, cách kết nối các cái dây tín hiệu. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ cấu hình cái mô đun truyền thông Modbus trên phần mềm Chia Portal, và chúng ta cách sử dụng các cái hàm chức năng của truyền thông Modbus. Cái nội dung thứ tư là chúng ta sẽ cài đặt tham số và cách xác định cái địa chỉ truyền thông Modbus trên các thiết bị như là điếm tầng và bộ điều khiển nhiệt độ. Cái nội dung thứ năm là chúng ta sẽ lập trình để điều khiển riêng lẻ đối với điếm tầng Synamic V20 và điều khiển riêng lẻ cho điếm tầng INVT GD20, và bài số 3 là điều khiển riêng lẻ cho bộ điều khiển nhiệt độ TK4S. Và cái bài thực hành cuối cùng là bài tổng hợp, là chúng ta sẽ điều khiển truyền thông Modbus đa điểm cho tất cả các thiết bị ở đây, bao gồm điếm tầng Synamic V20 của Siemens, điếm tầng INVT GD20 và bộ điều khiển nhiệt độ. Chúng ta sẽ có một bài tổng hợp điều khiển đa điểm, vừa đọc vừa ghi cùng một lúc tất cả các cái thiết bị Slay ở đây. Và một nội dung cũng rất là quan trọng, tức là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta đọc ghi nhiều thiết bị mà không bị xung đột, các cái dữ liệu không bị xung đột. Và một nội dung nữa cũng rất quan trọng là chúng ta sẽ học cái cách xác định các cái thiết bị bị lỗi. Ví dụ như thiết bị, có một thiết bị trong mạng truyền thông của chúng ta bị lỗi, bị mất điện, bị đứt dây, thì làm thế nào để chúng ta xác định được chính xác thiết bị nào là thiết bị bị lỗi ở đây. Sau đây thì tôi xin giới thiệu các cái thiết bị để chúng ta thực hành, để bao gồm một bộ POC S7-1200 và mô đun truyền thông, màn hình HMI để chúng ta điều khiển thiết bị, bao gồm có 3 thiết bị biến tầng Synamic V20, biến tầng INVT GD20 và bộ điều khiển nhiệt độ TK4S, motor. Đây là cái màn hình điều khiển, chúng ta điều khiển motor thứ nhất. Chúng ta sẽ tạo ra các cái pop-up trên màn hình để điều khiển cho từng thiết bị. Giả sử ở đây tôi đặt tần số là 40Hz, và nhấn run. Đây hiển thị tần số thực tế đang là 40Hz. Run backward. Biến tần sẽ dừng, sau đó đảo chiều. Stop. Chúng ta điều khiển biến tần Synamic V20. Giả sử ta đặt đây là 20Hz. Ta nhấn run forward.
dụng. Và đây chúng ta cài đặt cho bộ điều khiển nhiệt độ. Giả sử ta đặt đây là 60 độ, nhấn Enter thì bộ điều khiển nhiệt độ sẽ nhận cái giá trị set point là 60 độ. Giá trị hiện tại nhiệt độ thực đang là 28. Ở đây nhiệt độ thực đang là 28. Thì trong bài học chúng ta sẽ, trong cái nội dung bài học thì chúng ta sẽ truyền thông đa điểm. Chúng ta sẽ truyền thông tất cả các thiết bị. Và chúng ta xác định chúng ta sẽ làm thế nào để không bị xung đột dữ liệu ghi và đọc. Chúng ta sẽ tránh được cái xung đột dữ liệu ở đây, vì đó là cái nội dung rất là quan trọng. Cái nội dung tiếp theo, chúng ta nhìn thấy cái hình chấm tròn đang nhấp nháy là thể hiện cái việc kết nối đang ok trên các cái thiết bị. Cái đường trọ, cái hình tròn đang nhấp nháy màu xanh là hiển thị thiết bị kết nối ok. Thì bây giờ giả sử có một thiết bị đứt dây hoặc bị mất nguồn, ví dụ như cái bộ điều khiển nhiệt độ này, bây giờ tôi tắt nguồn đi, thì trên màn hình cái chấm này nó sẽ không nhấp nháy nữa. Rồi bây giờ tôi tắt nguồn đi. Đó, thì trên màn hình cái hình tròn màu xanh sẽ không còn nhấp nháy. Thì chúng ta sẽ phải xác định làm nào chúng ta xác định được cái thiết bị nào là đang bị lỗi. Thì chúng ta sẽ thông báo trên màn hình HMI. Bây giờ bật lại nguồn. Rồi bây giờ cái chấm màu xanh vẫn chưa sáng, bây giờ ta phải reset. Đó, thì thiết bị lại hoạt động trở lại bình thường. Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung về cái khóa học truyền thông Moodbird.